Vâng, Thành xin chào các bạn. Như các bạn đã biết là Thành có nhận được một cái giấy mời của công an tỉnh Bình Thuận, đó là điều tra viên tỉnh Bình Thuận của thiếu tá Huỳnh Đức Thịnh. Thì theo cái như các bạn biết ấy, để Thành lấy ra Thành đọc lại các bạn nghe ha. Thành đọc đầu tiên là cái giấy triệu tập đây. Thành nói về cái giấy triệu tập ha. Giấy triệu tập là Bình Thuận ngày 31 tháng 3 năm 2021, công an điều tra công an tỉnh Bình Thuận yêu cầu anh Lê Chí Thành, nơi cư trú hoặc nơi làm việc, số nhà 128/26 khu phố 3 phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đúng 8 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2021, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Bình Thuận số 63 đường Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm việc liên quan đến tin báo về tội phạm của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an. Điều tra viên Huỳnh Đức Thịnh, số điện thoại 0918944750. Điều tra viên thiếu tá Huỳnh Đức Thịnh. Vâng. Đây là giấy triệu tập nha các bạn. Thì Thành xin nói về các quy định của pháp luật trước, rồi xong là Thành sẽ có những cái liên hệ, các mối liên hệ sau ha. Alo, em nghe. Rồi, đứng ở đồng ngõ em gái. Vâng, đây là Thành sẽ đọc ha, các bạn. Căn cứ pháp lý về giấy triệu tập luật tố tụng hình sự năm 2015, đây là cái mới nhất Thành mới tìm thêm ở luật tố tụng hình sự của năm 2015. Căn cứ pháp lý về giấy mời chưa có văn bản hay điều luật quy định, trường hợp áp dụng giấy triệu tập chỉ áp dụng trong quá trình hoạt động tố tụng hình sự của các cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, đã thụ lý vụ án, là đã khởi tố và đã các cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án này, đã thụ lý vụ án này, trường hợp áp dụng giấy mời được sử dụng trong hàng loạt các hoạt động không thuộc phạm vi tố tụng, đó là giấy mời là không có giấy mời ấy, công dân là không nằm trong hoạt động tố tụng, các cơ quan thẩm quyền được giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động điều tra là viện kiểm sát và tòa án, chủ thể áp dụng giấy mời các cá nhân, tổ chức, cơ quan nhà nước là người có thể áp dụng các cái giấy mời ấy, là các cơ quan và các tổ chức thuộc nhà nước. Chủ thể bị áp dụng giấy triệu tập là bị can, người bị hại, đương sự, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người tố giác, báo tin về tội phạm, người tố giác, người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người định giá tài sản, người phiên dịch, người đại diện theo pháp luật và pháp nhân. Chủ thể bị áp dụng giấy mời bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có liên quan hoặc biết về vụ việc, tính chất giấy triệu tập mang tính chất bắt buộc. Nếu có giấy triệu tập thì người có liên quan giấy triệu tập phải có mặt để làm việc. Tính chất giấy mời chưa có quy định bắt buộc nên được hiểu là có tên trong giấy mời thì tùy theo điều kiện có thể lựa chọn có mặt hoặc không có mặt. Hậu quả của giấy triệu tập là trường hợp không có mặt theo giấy triệu tập có thể bị áp dụng theo các biện pháp là cưỡng chế. Điện thoại cho gia đình người thân của tôi. Áp dụng có thể là dẫn đến áp giải. Áp giải và cưỡng chế dẫn đến áp giải quyết định truy nã, hậu quả giấy mời vì không mang tính chất bắt buộc nên không có mặt thì không được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu không có mặt và có thể làm việc theo văn bản liên hệ đại diện rõ các cơ quan gửi giấy mời để tránh các hậu quả đáng tiếc xảy ra theo thông tư 01 của năm 2006. Đây là một cái thông tư của Bộ Công an và thông tư này vẫn còn hiệu lực nha các bạn. Trong tố tụng hình sự thì điều tra viên, viện kiểm sát viên và thẩm phán có quyền, có thẩm quyền ký và sử dụng giấy triệu tập trong tố tụng hình sự. Này là phải là trong tố tụng là đã khởi tố, có hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự.
thì Thành là một trong những cái bị can thì sẽ bị làm theo là phải bị phải theo giấy triệu tập là phải chấp hành. Còn Thành không phải là, nếu như vấn đề Thành là đương sự thì chỉ có thẩm phán mới có quyết định ra quyết định giấy triệu tập thôi, chứ còn điều tra viên thì không thể ha. Thông tư 01 của 2006 của Bộ Công an nghiêm cấm lợi dụng việc sử dụng giấy triệu tập để giải quyết các công việc không đúng mục đích, đối tượng, chức năng và thẩm quyền. Thì Thành ở đây Thành nói theo cái như cái giấy triệu tập này, các bạn biết đấy, họ nghe từ một cái tin báo là một cái nguồn thông tin nào không rõ ràng. Và nếu như Thành theo cái giấy triệu tập này, tức là Thành đang làm sai pháp luật. Bởi vì các cơ quan điều tra họ làm không có đúng thẩm quyền của mình, bởi vì Thành không có tư cách nào được ghi rõ trong này là bị can, bị cáo hay là người làm chứng. Nếu mà vấn đề dân sự thì chỉ có thẩm phán mới được ra quyết định giấy triệu tập. Và điều tra viên này không được phép ra giấy triệu tập này đối với Thành, không ghi rõ hình thức, nhưng biết sai, cố tình làm sai. Và nếu như Thành làm theo cái giấy triệu tập này, tức là Thành biết sai nhưng mà vẫn làm theo, tức là Thành cũng làm theo sai pháp luật tiếp. Đó. Vậy tại sao là họ làm sai nhưng họ cố tình làm sai? Bởi vì Thành biết là trong cái giấy này là không phải có tin báo nào mà có sự chỉ đạo. Bởi vì Thành nói từng trong ngành rồi. Tức là bây giờ cái anh này anh biết luật nhưng anh vẫn phải làm sai bởi vì có sự chỉ đạo. Nhưng anh phải ra cái giấy này. Nhưng mà nếu như là một người không hiểu biết pháp luật thì sẽ phải làm theo cái giấy triệu tập này. Thì sẽ làm theo giấy triệu tập. Và lên đó người ta sẽ hỏi mình cái này cái nọ, cái này cái kia à, để mình xem là mình xác minh cái việc đấy đúng hay không. Và để người ta xác nhận cái việc đó, xem là người ta tố cáo hay là người ta làm cái vấn đề đó là rõ, để làm rõ vấn đề đó là đúng hay sai. Thì cái trường hợp để làm đúng hay sai đấy thì lại nhìn ở góc độ đó, đây là phải là giấy mời chứ không phải là giấy triệu tập các bạn ạ. Alo. Rồi, em ra rồi. Thì cái giấy triệu tập này, tức là họ sẽ lên để làm rõ một vài cái vấn đề được gọi là như kiểu gọi là tin tình báo, tin báo tội phạm đấy, hoặc là tin tố giác cái đó. Nếu mà đã là tin thì Thành không cần, nếu họ muốn làm rõ thì tức là họ phải mời Thành, đúng hơn là phải dùng từ là mời lên để làm xác minh làm rõ sự việc, chứ không thể là dùng từ triệu tập. À, nhưng tại sao họ lại dùng cái từ triệu tập? Họ dùng cái từ triệu tập để cho nó nâng cao cái vấn đề. Và thứ nhất, nâng cao vấn đề lên à. Như các bạn đã biết rồi, trong cái thời gian vừa qua, từ ngày 23 tháng 3 năm 2021 và ngày 20 tháng 3 năm 2021 và tiếp đến là ngày 23 tháng 3 năm 2021, việc bắt xe của cảnh sát giao thông đối với Thành là một việc làm hoàn toàn sai. Và họ cố tình làm sai. Sau đó là tiếp tục là họ từ cái việc kiểm tra hành chính. Từ cái việc kiểm tra hành chính mà lại họ chuyển sang đó là việc bắt giữ người trái pháp luật lên tới 36 tiếng. Họ vào họ nói rằng là anh có biết là tổ 363 là được quy định như thế nào và được quyền làm cái gì không, và tổ 141 là làm cái gì không. 141 là Hà Nội và phía Nam là 363. Cái quy định nào á thì đó là vấn đề của các anh. Chúng tôi không được biết và chúng tôi cũng không cần biết, bởi vì đó là quy định cho tổ 363. Nhưng thế còn luật quy định cái gì? Đâu có phải là anh cứ có quyền, anh thích nói gì người dân đều phải nghe đâu. Vậy thế luật sinh ra để làm gì? Luật quy định để làm gì? Có luật thì chúng ta phải tuân theo luật. Cũng giống như đến các cơ quan công an, họ nói rằng ở đây là có cái quy định và đây là có cái bảng cấm quay phim chụp hình. Thế tôi hỏi anh là người thực thi pháp luật đúng không? Đúng. Anh có làm theo pháp luật không? Có. Thế tôi hỏi là luật cao hơn hay là quy định cao hơn? Đúng không ạ?
Vậy tại sao anh lại kêu cấm quay phim, cấm chụp hình? Chúng ta làm việc là theo pháp luật thì chúng ta phải làm đúng theo pháp luật. Và người thực thi pháp luật phải đầu tiên gương mẫu và thực hiện theo pháp luật đã chứ, đúng không? Thì tôi nói lại cái giấy triệu tập này. Thưa các bạn, như các bạn đã biết là tôi đi giám sát lực lượng cảnh sát giao thông, thì các bạn thấy là có những vụ việc mà Thành bắt tận tay, dây tận trán mà trực tiếp là những đối tượng, và Thành cho mọi người thấy là những cái việc làm hành vi sai phạm và vi phạm pháp luật. Như việc đó là nhận tiền của dân, lấy tiền là Thành nói thẳng luôn là cướp, chứ không phải nói là đây là lấy tiền, không phải nói dùng từ tham ô nữa. Lấy tiền, cướp tiền một cách trắng trợn của người dân. Và Thành đã bắt được bao nhiêu lần? Thì tại sao những cái hình ảnh video đấy không xử lý và không làm rõ vấn đề? Và cái việc mà Thành đã bị những đối tượng ném chất bẩn, mắm tôm vào nhà, trứng thối vào nhà, dầu luyên vào nhà, thì tại sao lại đến nay là hơn 2 tháng rồi lại chìm xuồng, và dường như là không có một cơ quan nào chức năng đến nhà Thành để tiếp tục làm việc hoặc hỏi về vấn đề đó nữa. Và cái vấn đề thứ ba nữa là cái tổ công tác mà Thành giám sát là cảnh sát giao thông Phú Lâm tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc B, thì có 6 đối tượng đem mã tấu ra chém. Thì các báo bẩn như báo Thanh Niên, rồi là báo Dân Trí, Lao Động gì đó, rồi viết nói là Thành tổ YouTube là quay giám sát có đúng hay không. Từ một cái việc những cái hành vi coi thường pháp luật của những tên con đồ dùng mã tấu thì họ không nói đến, và họ đưa vào cái vấn đề đó để cho xã hội lên án và để cho mọi người nhìn thấy những cái hành động coi thường pháp luật thì họ không làm. Và chính ngày hôm đó là tổ cảnh sát cơ động của Bộ Công an đã bắt được 2 đối tượng. Thì 2 đối tượng đó và cái tổ cảnh sát cơ động bắt 2 đối tượng đó hiện nay là cũng tan vào không khí. Và Thành cùng với công an phường Bình Hưng Hòa B, công an phường Bình Hưng Hòa B bắt một đối tượng trong đêm đó. Thì Thành lên công an quận, điều tra quận họ cũng nói rằng không có đối tượng. Nhưng Thành về phường hỏi thì như cũng như live stream Thành làm tại phường Bình Hưng Hòa B, họ nói rằng họ đã giao cho quận. Thứ hai bên đó đi đó đá lại, họ không có làm, họ nói rằng không có đối tượng, còn một bên thì kêu giao rồi. Vậy thì bây giờ cuối cùng là họ không làm hồ sơ và họ cũng không gặp, đến nay họ cho chìm xuồng. Rồi là những cái việc nó rõ ràng như vậy, con người rõ ràng như thế, bắt được người như vậy, cơ quan công an bắt được người như thế, và có video và có hàng triệu người nhìn, hàng triệu người xem, nhưng họ cũng coi thường, họ dường như họ bao che nhau, họ để chìm xuồng vấn đề này, họ không làm. Và đến giờ này tự nhiên là họ ra một cái giấy triệu tập đối với tôi vào ngày 31 tháng 3 ngày 16 giờ họ ra cho tôi. Thì sự thử hỏi các bạn xem, thử hỏi xem là họ nghe vào một cái tin nào đó, rồi họ đưa ra một cái tin nào đó, họ đưa lôi tôi ra tận tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Hồ Chí Minh 200 cây số, và bản thân tôi là không hề sống ở Bình Thuận, tôi chưa hề sống ở Bình Thuận, tôi không sống ở Bình Thuận. Vậy tại sao lại ở Bình Thuận, công an Bình Thuận lại lôi tôi về đó, lại kêu triệu tập tôi về đó làm việc? Thế ở đây đằng sau là cái gì? Thì tôi lại nói lại đây là Trung tá Nguyễn Đức Hưng tố cáo bà Nguyễn Thị Minh Linh về việc là chạy án và có dấu hiệu là tội phạm chạy án chạy đồ và cấu kết với ban lãnh đạo, có những việc làm sai trái pháp luật. Thì Bộ Công an lại điều tra, Bộ Công an và thanh tra Bộ Công an lại không làm về vấn đề đó. Mà cuối cùng là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, như các bạn xem video của Trung tá Nguyễn Đức Hưng, là Trung tá Nguyễn Đức Hưng đã nói rằng ban lãnh đạo đơn vị trại giam Xuyên Mộc đó là ông Lê Văn Tuất cùng với là một cái chị gì ở phòng y tế đó là kêu bà Linh lên làm việc và soạn đơn cho bà Linh và yêu cầu bà Linh là không nhận tiền của ông Hưng.
và làm đơn tố cáo ông Hưng, và đơn vị là người trực tiếp là gửi đơn dùng cho ông Hưng. Thế đó là cái gì? Tại sao là một người đi tố cáo Bộ Công an không làm? Nhưng quay lại cái việc mà bà Hưng à, bà Mỹ Linh này tố cáo thì họ lại làm việc đối với Trung tá Hưng rất nhiều ngày, rồi là cuối cùng là đòi là khởi tố. Và trong khi đó là bây giờ các bạn, như các bạn đã xem thấy rồi, có khởi tố được không? Bởi vì một cái tin rất vớ vẩn và kêu đứng ra đối chất giữa đôi bên thì không có, và họ đi làm suốt đồng chí Hưng ngày này sang ngày khác để bảo làm rõ vấn đề. Thế mục đích là gì? Mục đích là tạo sự mệt mỏi và có thể là nản chí, và có thể là hoặc nhận bừa để tống vào tù để cho im miệng. Trong khi đó là một cái đơn của đồng chí đồng đội đã tố cáo là lãnh đạo đơn vị, tố cáo bà Linh ở trong đó cấu kết với đơn vị, rồi là có dấu hiệu là chạy án chạy đồ. Thế tại sao lại không làm mà cuối cùng là một cái đơn đơn giản là kêu ông Hưng là mượn tiền tôi như vậy, và Trung tá Hưng đã cho tất cả chúng ta thấy rằng bằng giấy vay mượn và bà Linh đã ký vào đó, và ông Hưng chỉ là người đứng ra bảo lãnh, rồi ông Hưng cũng phải là trực tiếp là người đi trả tiền cái tiền đó. Cuối cùng là sao? Cuối cùng là họ lại không nhận, đứng ra để nhận tiền và trốn ông Hưng. Và ông Hưng là có giấy và có ghi âm đàng hoàng và có công văn của lãnh đạo đơn vị là xúi dục, mang tính chất là xúi dục bà Linh. Ồ, tại sao là những cái đó lại không làm? Cái hành vi mà xúi dục đó là đúng pháp luật hay sai pháp luật? Tại sao lại không làm? Rồi tại sao cái đơn tố cáo ông Hưng lại không làm, mà lại đi làm một cái đơn mà không có căn cứ như vậy? Nếu như đủ, như tôi nói, nếu có đủ căn cứ và làm việc bấy nhiêu lâu thì làm đã khởi tố vụ án rồi. Tại sao lại không cứ quần ông Hưng hết ngày này từ ở trại giam Xuyên Mộc, hết thanh tra điều tra bộ, điều tra viên của Bộ Công an vào làm việc, rồi cho đến là điều tra của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và đến nay là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là cũng phải buông xuôi với Trung tá Hưng. Tại sao lại như vậy? Từ một cái việc là... Đây rồi, em đang ra đây rồi anh. Từ một cái việc là sai trái pháp luật mà là cuối cùng là dẫn đến là để là cố tình là đi làm sai. Và bản thân như tôi, các bạn thấy đến ngày hôm nay thì họ lại quay sang là họ mời triệu tập tôi về tận tỉnh Bình Thuận. Tôi chả có liên quan gì đến tỉnh Bình Thuận. Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh đâu phải ở Bình Thuận đâu. Nếu tôi sai và chúng ta sai ở đâu, chúng ta vi phạm ở đâu thì có pháp luật và có cơ quan chức năng ở nơi đó là nơi chủ quản và người quản lý tôi, thì họ sẽ giải quyết hoặc là mời tôi lên làm vậy việc để làm rõ vấn đề, hoặc là làm rõ vấn đề về tin tố giác tội phạm đó có đúng hay không, thì tôi sẽ sẵn sàng hợp tác. Nếu mà tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh này, họ mời tôi và kêu tôi lên, có một cái nguồn tin như thế này, anh lên đây anh xem có phải hay không phải, anh xác nhận cho tôi, và những cái chỗ này bây giờ có cái câu hỏi đặt ra là ngày đó như thế nào, hay là anh có đi đâu làm gì, và anh có gì để chứng minh rằng anh là ngày hôm đó anh có không ở vị trí địa điểm đó, hoặc anh không xảy ra vụ án đó, hoặc anh không nhìn thấy cái việc đó, đúng không ạ? Tôi sẵn sàng hợp tác. Nhưng mà từ ở cái ông ở Bình Thuận, tôi có sống ở Bình Thuận không? Thế bây giờ là từ cái ông Đà Nẵng, ông Quảng Ngãi, hay ông Hà Nội, hay là ông Lào Cai, Yên Bái gì, triệu tập ông Lê Chí Thành, có một cái nguồn tin tố giác của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, hay là một nguồn tin tố giác tội phạm nào đó, tôi cũng phải đến này, đúng không ạ? Chúng ta làm đúng pháp luật, và các ông là người thực thi pháp luật, các ông hãy làm đúng pháp luật, và các ông đừng dùng những cái việc mà mưu hèn kế bẩn. Cái tin tố giác và những cái hành động, những cái việc làm, tôi cho mọi người nhìn thấy, cả đất nước này, cả tất cả những người xem đều nhìn thấy cái việc làm, những hành vi, những việc coi thường pháp luật là các ông không làm. Các ông lại đi nghe một cái thông tin, một cái nguồn tin nào đó để làm sao mà chấp nhận, ai chấp nhận được?
trước khi muốn công dân của mình thực hiện và làm theo thì tất nhiên là các ông phải thực hiện đúng theo những cái quy định của pháp luật và làm đúng pháp luật đã, thì các ông mới nói người khác được. Và tôi là người thực hiện theo pháp luật, và tôi không nhất thiết phải nghe theo những cái người mà làm sai pháp luật. Không phải ông có chức có quyền hay là ngồi ở một cái vị trí nào đó mà các ông bảo tôi làm là tôi phải thực hiện theo cái lời nói và cái mệnh lệnh của các ông. Vâng, xin cảm ơn các bạn, và Thành xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng.